Trúc Mai, nữ biên tập viên đình đám một thời của chương trình Chuyển động 24 giờ đã tuyên bố rời cách đây khá lâu và để lại trong lòng khán giả nhiều sự tiếc nuối. Trước đó, cô là một người dẫn chương trình vô cùng dễ thương và có chuyên môn cao. Hình ảnh của Trúc Mai ngoài những lúc chỉnh chu xuất hiện trên sóng truyền hình thì còn có một vài khoảnh khắc được cư dân mạng chia sẻ ân cần vì quá hài hước. Theo đó, nữ biên tập viên không hiểu gì lý do gì luôn chọn nhầm si ghe giấy khiến nó quá rộng đến mức vài lần phải dùng kẹp lim để dựa với người mình hơn. Trúc Mai và sự cố trên sóng truyền hình được khán giả phát hiện. Vậy là giữa một chương trình khá nghiêm túc, người ta lại thấy Trúc Mai bớt sang đi đôi chút. Tuy vậy, cô nàng vẫn rất dễ thương, và vì đã yêu đương cho nên một chút sự cố bé dại đó cũng chẳng là gì, khán giả vẫn rất yêu đương cô. Hơn một lần, Trúc Mai phải dùng đến kẹp lim để làm bé dại si ghe giấy. Bắn đi một thời gian không còn làm chương trình nữa, Trúc Mai ngày càng dễ thương, rạng ngời và quan trọng hơn hết là được mặc y phục thoải mái, hòa bình chẳng cần dùng kẹp lim mà làm gì nữa. Cuộc sống đời kém của Trúc Mai sau khi rời. Cho đến thế hệ đây, Trúc Mai liên tục có nhiều hình ảnh mua giày trắng, giấy như cô dâu khiến dân tình không khỏi tò mò. Và gần nhất trên trang cá nhân, cô nàng đã đăng những bức ảnh nhá hàng lễ cưới tại nhà gái. Không gian lễ cưới ấm cúng, gọn gàng với tông màu trắng làm chủ đạo. Trên nền sáng đó, tên của cô dâu và chú rể được viết rất điệu đà và thanh thoát. Không gian long lanh của lễ cưới tại nhà Trúc Mai. Được biết, lễ cưới của Trúc Mai đã diễn ra vào ngày 31 tháng 10 vừa qua sau 8 tháng đăng ký kết hôn. Cặp đôi cũng đã chụp ảnh cưới trước đó. Chú rể của Trúc Mai tên Đăng Khoa là anh chàng rất cao ráo, điển trai và hay cười. Cô dâu Trúc Mai và chú rể Đăng Khoa trong ngày cưới. Ảnh cưới của cặp đôi được thực hiện trước đó.